Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Nga sẽ không dừng lại nếu không đánh bại Ukraine, đồng thời kêu gọi châu Âu đừng yếu đuối và sẵn sàng đáp trả. Nếu Nga thắng trong cuộc xung đột này, uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống không, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Pháp Macron nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 14 tháng 3 sau khi các lãnh đạo phe đối lập Pháp chỉ trích ông hiếu chiến. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết, ông rất không đồng tình với các lãnh đạo phe đối lập Hôm nay, quyết định bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu chống lại việc ủng hộ Ukraine đó không phải là chọn hòa bình mà là chọn thất bại. Nó khác nhau, ông Macron nhấn mạnh. Tháng trước, tranh cãi đã nổ ra sau khi Tổng thống Pháp tuyên bố ông không loại trừ khả năng triển khai lực lượng mặt đất tới Ukraine trong tương lai. Nhiều lãnh đạo không đồng tình với tuyên bố này, nhưng một số người, đặc biệt là ở Đông Âu, lại bày tỏ sự ủng hộ. Đảng đối lập chính ở Pháp, Đảng cực hữu của bà Marine Le Pen hồi đầu tuần đã bỏ phiếu trắng tại quốc hội trong cuộc bỏ phiếu về một hiệp ước an ninh mà Pháp đã ký với Ukraine, trong khi đó đảng cánh tả nước Pháp không cúi đầu đã bỏ phiếu phản đối hiệp ước này. Nếu xung đột lan rộng ra châu Âu, Nga sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng nếu chúng ta quyết định yếu đuối, nếu hôm nay chúng ta quyết định không đáp trả thì đó là lựa chọn thất bại và tôi không muốn điều đó người đứng đầu nước pháp nói điều quan trọng là châu âu không vạch ra những lần danh đỏ điều này sẽ cho thấy khu vực yếu đuối thế nào trước nga và khuyến khích nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại ukraine tổng thống macron từ chối cung cấp thông tin chi tiết về việc triển khai quân tới ukraine tôi không muốn tiết lộ tôi muốn nga dừng cuộc xung đột này và rút lui tạo điều kiện cho hòa bình tôi sẽ không cung cấp thông tin với người không cho tôi bất cứ điều gì đây là câu hỏi dành cho tổng thống putin Tổng thống Macron cho biết Pháp sẽ không bao giờ khởi xướng một cuộc tấn công nhằm vào Nga và Paris cũng không ở trong một cuộc chiến với Moscow bất chấp việc Nga đã tấn công chống lại các lợi ích của Pháp. Tổng thống Pháp còn cho biết Ukraine đang ở trong tình huống khó khăn ở khu vực xung đột và rất cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn từ đồng minh. Hòa bình không có nghĩa là Ukraine đầu hàng, muốn hòa bình không có nghĩa là thất bại, muốn hòa bình không có nghĩa là bỏ rơi Ukraine. Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng nga cho hay kể từ khi xung đột nga ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, ba lan đã cung cấp số lính đánh thuê nhiều nhất cho kiev với con số 2.960 người. Hơn một phần hai trong số này, tương đương 1.497 công dân ba lan đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. Mỹ, nhà tài trợ và viện trợ quân sự chính cho kiev cũng đã cung cấp khoảng 1.113 lính đánh thuê theo ước tính của quân đội nga. Ít nhất 491 người trong số này đã thiệt mạng. Đứng thứ ba trong danh sách là Georgia với khoảng 1.042 lính đánh thuê và ít nhất 561 người đã thiệt mạng. Tiếp theo là Canada với 1.005 tay súng và ít nhất 491 người đã chết khi chiến đấu cho các lực lượng Ukraine. Anh, Romania, Croatia và Pháp cũng có lính đánh thuê ở Ukraine. Trong đó, lính đánh thuê Pháp được cho chịu thương vong nặng nề vào giữa tháng 1, khi một điểm tập kết tạm thời của các tay súng nước ngoài ở thành phố Kharkiv, phía đông Ukraine bị Nga tấn công. Vào thời điểm đó, quân đội Nga cho biết cuộc tấn công đã tiêu diệt hơn 60 tay súng nước ngoài và chủ yếu là công dân Pháp. Cũng trong ngày 14 tháng 3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thừa nhận Ukraine đã sử dụng tên lửa do NATO cung cấp để tấn công các tàu của Hải quân Nga ở Biển Đen. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, ông xem Biển Đen có tầm quan trọng chiến lược lớn. Theo Tổng thư ký NATO, một trong những chiến thắng lớn mà Ukraine đạt được là có thể đẩy lùi hạm đội Biển Đen của Nga và phá hủy nhiều tàu chiến, đảm bảo một hành lang rộng mở từ Odessa đến Bosporus. Ông nói thêm, một số tên lửa, một số hệ thống rất quan trọng trong việc mở ra hành lang này là do các đồng minh NATO cung cấp. Bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra sau khi đại sứ Nga tại Mỹ, Anatoly Antonov hôm 13 tháng 3 cảnh báo tình hình đã đạt đến mức quan chức cấp cao Mỹ phải nói rằng phương Tây cần giúp Ukraine tấn công sâu vào Crimea. Theo ông Antonov, sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào xung đột Ukraine đã được chính thức công nhận. Cũng theo ông Atonov, sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây ủng hộ Ukraine trong xung đột sẽ gây ra những hậu quả khó lường nhất đối với thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết củng cố khả năng phòng thủ gần biên giới Nga là một trong những ưu tiên cốt lõi của nước này khi thảo luận với NATO sau khi gia nhập liên minh. Theo Newsweek, Thụy Điển quốc gia có truyền thống trung lập đã trở thành thành viên thứ 32 của NATO vào tuần trước. Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ tăng cường an ninh của NATO ở Bắc Âu và Bắc Cực trong bối cảnh có nhiều lo ngại xung đột Nga-Ukraine có thể lan sang Đông Âu. Trở thành thành viên NATO, Thụy Điển cũng cho phép liên minh tiếp cận Gotland, một hòn đảo ở biển Baltic, nằm gần biên giới vùng Kaliningrad của Nga. Theo ông Ulf Kristersson, bảo vệ Gotland là điều hiển nhiên mà Thụy Điển thảo luận với các đồng minh NATO mới. Nhà lãnh đạo này nói thêm, sự hiện diện của quân đội Thụy Điển trên đảo Gotland là khá nhỏ. Gotland nằm cách biên giới Kaliningrad khoảng 300 km, nơi có hạm đội Baltic của Nga. Hòn đảo này đóng vai trò là trung tâm chiến lược để kiểm soát biển Baltic, nơi cũng giáp với thành phố lớn thứ hai của Nga là Saint Petersburg ngoại trưởng latvia Kristjanis karin hồi tuần trước nói với tờ financial times rằng việc lên và thụy điển gia nhập nato sẽ thay đổi toàn bộ tính toán điều đó có nghĩa là quyền kiểm soát chiến lược biển baltic sẽ thuộc về nato đó là một việc mà nga hiểu rất rõ trong những tháng gần đây nato đã có những động thái nhằm tăng cường an ninh dọc biên giới phía đông đặc biệt là tập trung vào việc tăng cường phòng thủ ở những nước baltic một số nước châu Âu đã bày tỏ lo ngại rằng Nga có thể tìm cách tấn công các nước vùng Baltic như Litva, Latvia và Estonia trong thập kỷ tới. Tuy nhiên, Moscow phủ nhận mọi ý định châm ngòi cuộc xung đột lớn hơn với khối phương Tây. Theo hãng tin Reuters, hôm 13 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong số những thiết bị của Ukraine bị phá hủy, gồm 7 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép Bradley do Mỹ cung cấp, 2 xe chiến đấu bọc thép khác, 4 pháo tự hành và 2 xe pháo tự hành. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, số liệu về thương vong và trang thiết bị đã phản ánh thiệt hại của Ukraine trong các cuộc tấn công vào vùng biên Nga trong vài ngày qua. Trước đó, vào sáng ngày 12 tháng 3, Ukraine đã triển khai cuộc tấn công tổng hợp vào các khu vực biên giới của Nga sau khi pháo binh và máy bay không người lái UAV của Kiev bắn phá cơ sở hạ tầng dân sự ở địa phương. Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Ukraine đã kiểm tra các hệ thống phòng thủ biên giới của Nga kể từ ngày 10 tháng 3. Các cuộc tấn công phối hợp từ nhiều hướng của Ukraine vào ngày 12 tháng 3 đã đối mặt với dàn tên lửa, pháo binh và máy bay của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tại vùng Kursk, các nhóm phá hoại và trinh sát đã cố gắng vượt qua biên giới gần làng Tekino vào khoảng 8 giờ sáng, nhưng đã phải rút lui sau khi chịu tổn thất đáng kể. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, phía Ukraine còn đăng một video tuyên truyền để đánh lừa đã tiến hành vụ đột kích thành công. Song thực tế, đoạn video này được quay tại làng Zhevka mà Ukraine đang nắm quyền kiểm soát và cách kino khoảng 300 mét. Trong quá trình xâm nhập vùng biên của nga, Ukraine cho triển khai đồng thời các cuộc tấn công bằng UAV. Quân đội nga hôm 13 tháng 3 cho biết ít nhất 136 UAV Ukraine đã bị lực lượng phòng không nga bắn hạ trong 24 giờ. Những người điều khiển máy bay không người lái UAV của Ukraine thừa nhận thiết bị mất hiệu quả chiến đấu kể từ khi Nga cải thiện khả năng tác chiến điện tử. Tờ New York Times hôm 13 tháng 3 dẫn lời các chuyên gia quân sự và binh sĩ của Ukraine cho hay Nga đã giành được lợi thế trong lĩnh vực tác chiến điện tử ở Ukraine. Theo New York Times, quân đội Ukraine đã không thể sử dụng hiệu quả UAV trong vùng xung đột do bị Nga gây nhiễu liên tục. UAV đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine và được cả hai bên sử dụng rộng rãi. Đối với Kiev, các UAV góc nhìn thứ nhất, FPV giá rẻ, đã chứng minh là giải pháp thay thế hiệu quả cho đạn pháo. FPV đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi vì những thiết bị này về cơ bản là pháo di động bù đắp cho việc thiếu đạn dược, một người điều khiển UAV của Ukraine chia sẻ. Tuy nhiên, trong năm 2023, Nga đã cải thiện năng lực gây nhiễu, từ đó làm giảm đáng kể tác động của các UAV Ukraine. Một số ngày mọi thứ diễn ra xuân sẻ, nhưng những ngày khác, thiết bị lại bị hỏng, UAV rất mong manh và bị gây nhiễu, một binh sĩ Ukraine nói. Theo New York Times, các biện pháp tác chiến điện tử đã trở thành một trong những vũ khí đáng gầm nhất của quân đội Nga nhờ khả năng ngăn chặn tín hiệu và phát sóng trên tần số của Ukraine. Vào mùa hè năm ngoái, phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat đã thừa nhận cuộc phản công của Kiev bị đình trệ do nguyên nhân chính là công nghệ gây nhiễu mới nhất của Moscow. Thật không may, về lĩnh vực tác chiến điện tử, Nga đã vượt xa chúng ta. UAV không cần bị bắn hạ bằng tên lửa hoặc súng phòng không. Bạn chỉ cần buộc UAV hạ cánh và đánh chặn bằng chiến tranh điện tử, ông Ignat cho hay. Vào tháng 12 năm 2023, chuyên gia quân sự Ukraine Maria Beklinskaya nhận định Kiev đang tụt hậu đáng kể so với Moscow trong việc phát triển và sản xuất UAV. Bà nhấn mạnh, Ukraine đã chuẩn bị không tốt cho cuộc chiến công nghệ, trong khi Nga lại đang áp dụng chiến tranh điện tử và phát triển UAV tiên tiến. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển hơn nữa công nghệ UAV và trang bị cho quân đội Nga các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm áp dụng trí tuệ nhân tạo. Trong ngày cả nước Nga bước vào cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8, số liệu chính thức cho thấy việc bỏ phiếu sớm bầu tổng thống Nga đã diễn ra ở một số vùng xa xôi hẻo lánh của nước này, với khoảng 2 triệu người đã bỏ phiếu các điểm bỏ phiếu ở vùng Viễn Đông của Nga đã bắt đầu mở cửa để cử tri đi bầu cử Tổng thống năm 2024, mà trong đó, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã cạnh tranh với ba ứng viên. Theo hãng tin Reuters, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa dần dần trên toàn lãnh thổ Nga vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Thời gian bỏ phiếu diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Năm nay, bốn ứng cử viên tham gia đường đua cạnh tranh trước ghế Tổng thống Nga nhiệm kỳ 6 năm, Tổng thống Putin tham gia tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Ba ứng viên khác là Nikolai Kharitonov thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Vladislav Davankov của Đảng Nhân dân mới và Leonid Slutsky của Đảng Dân chủ Tự do. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Nga sau cải cách hiến pháp năm 2020, trong đó thiết lập giới hạn hai nhiệm kỳ 6 năm cho bất kỳ ai giữ chức nguyên thủ quốc gia. Sự thay đổi này đã tạo điều kiện cho ông Putin tái tranh cử. Ngoài bỏ phiếu trực tiếp, cư dân của khoảng 28 khu vực có thể bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử. Để tham gia bỏ phiếu trực tuyến, cử tri phải gửi yêu cầu đặc biệt thông qua nền tảng kỹ thuật số Gosuluzi của chính phủ Nga từ trước. Song cử tri Moscow được miễn và có thể bỏ phiếu trực tuyến tự do. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga, cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm nay sẽ có tỷ lệ cao cử tri đi bỏ phiếu là khoảng 71%.